Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với trường chính trị thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng thời gian đến. Lãnh đạo trường chính trị thành phố đã báo cáo tình hình công tác, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các đề án phát triển trường thời gian qua, đồng thời kiến nghị một số nội dung như tạo điều kiện để trường phối hợp với Ban tuyên giáo thành ủy xuất bản ấn phẩm Đà Nẵng từ đại hội đến đại hội, từ năm 1997 đến năm 2025, giao trường phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch xây dựng trường chính trị chuẩn mức 2 đến năm 2027, sớm triển khai dự án nâng cấp sửa chữa trường. Qua lắng nghe báo cáo của nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Văn phòng Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành đơn vị liên quan cùng phối hợp trong giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhà trường. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh trường phải chủ động sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó càng tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường cập nhật kiến thức mới và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của đảng giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành hai tiêu chí còn lại theo quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương đảng về trường chính trị chuẩn hoàn thiện hồ sơ và được công nhận trường chính trị chuẩn mức 1 trước tháng 7 năm 2024, tiếp tục đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch xây dựng trường chính trị chuẩn mức 2. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc đội ngũ cán bộ giảng viên trường chính trị thành phố dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại địa phương.